Xin chào các bạn, đến hẹn lại lên. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thiết kế phòng bếp cho Yumi nha. Bữa hổm thì mình đã làm nhà tắm cho Yumi rồi, thì ngày hôm nay sẽ thiết kế nhà bếp. Và đây chính là cái tủ lạnh của Yumi nè các bạn. Đó, cái tủ lạnh ha, thì chúng ta sẽ vẽ hình vuông như thế này thôi. Các bạn canh theo cái ô tập á, rồi vẽ. Nó sẽ rất là ok nha. Ở bên trong này thì chúng ta sẽ tạo ra những cái ngăn để mà đựng đồ. Đó, ở phía dưới này sẽ là ngăn mát để đựng rau củ nè. Ở trên là ngăn đá nha. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ có thêm đó là cái gì nữa ta, để chị suy nghĩ coi. Nhà bếp thì phải có là cái bếp đúng không? Cái cửa nha các bạn. Các bạn thấy không, đó là cái cửa của tủ lạnh. Và trên cái cửa thì chị sẽ vẽ cái ký hiệu, giống như là ở phía trên này là cái ngăn lạnh, ngăn đông đá rồi đó. Cho nên là mình sẽ vẽ ký hiệu của công chúa Elsa. Những bông hoa tiết nè. Đó, trời ơi, những bông hoa tiết. Vậy là đúng chưa ta? Để chị vẽ thêm coi. Trời, vẽ thêm vô hình như nó không có được đẹp đó nha. Chứ vậy này để y vậy là được rồi đúng không các bạn? Đúng không? Rồi, 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 thôi kệ đi nha, lỡ rồi. Trời ơi, chết rồi, bông hoa tiết nó bị méo rồi. Ok, thôi kệ đi. Rồi, ở phía dưới đây là cái tủ lạnh á, Yumi sẽ trang trí theo cái tên của mình luôn. Đó là chữ Yumi, cho nó dễ thương nha. Không biết nhà các bạn có hay ghi tên không? Các bạn cũng có thể mua đề can nó trang trí để tủ lạnh của mình, ghi tên của mình vô, ví dụ như là Thanh Thảo hay là Mỹ Ngọc hay là Hà Phương hay là Quỳnh Anh gì đó cũng được nha. Nãy giờ không biết chị Keo có trúng tên của bạn nào chưa nữa. Rồi, ngăn này thì sẽ để là những cái đồ mát mẻ như là rau củ quả, cho nên là chị sẽ trang trí những cái sticker rau củ quả ở trên cái cửa tủ lạnh nha. Đó, các bạn thấy không? Rất là xinh luôn, củ cà rốt đồ nữa đó. Ở đây thì làm như là hả, kiểu Yumi mà làm cái ly vậy đó, dán cái chanh lên, rồi có bông hoa đồ đó, rau củ quả rồi nha. Ở đây thì sẽ có trái táo. Cherry đi, thôi làm cherry đi ha. Một trái thì thành trái táo, hai trái thì thành cherry. Rồi, như vậy là được rồi. Tiếp theo thì ở trong tủ lạnh sẽ có rất là nhiều đồ nha. Đầu tiên sẽ là những cái khay đá. Đây, cái khay hay là cái ly đá đó các bạn, đá để mà mình uống á. Thì đây là vẽ vô. Rồi ha, có cái khay đá mi nữa. Khi đá khay đá mi là những cái viên đá nhỏ nhỏ mình khỏi cần phải đập. Mình bỏ vô mình lấy ra cái là mình uống luôn nha. Còn cái đá bự á thì mình lấy ra mình phải đập mình mới uống được. Đây là cái khay đá mi. Tiếp đến thì sẽ có là những quả trứng. Trong tủ lạnh nhà ai chị thấy cũng thường là sẽ có quả trứng. Với lại là tương rồi đó các bạn, tương ớt, tương đen, tương đỏ rồi á hả, cái này kia vậy đó, dầu ăn rồi ha, trong tủ lạnh ở trong bếp là nó có đầy đủ hết. Thì chị để cái không có để tên gì hết nha, mà chị cứ vẽ mấy cái hũ vậy đó. Theo các bạn thì nhà các bạn là xài cái hũ gì thì các bạn sẽ sử dụng cái hũ đó. Còn cái hũ này thì khỏi cần vẽ, nhưng vẽ đốm đốm là đã biết rồi, nó là hộp sữa bò, bò sữa. nhỏ nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có là những cái quả cà. Nói chung là thức ăn đó các bạn. Đó, quả cà. Rồi sẽ có là nho các bạn. Trong tủ lạnh thì thức ăn trái cây rồi đó, nho rồi cũng hay được bỏ trong tủ lạnh nha. Ăn không hết đó thì mình bỏ vô, chứ để ở ngoài nó hư rất là ổn, trong khi mình mua rất là tốn tiền đúng không. Và dĩ nhiên không thể thiếu củ cải, củ cà rốt, thì mấy cái đó để lâu được đó các bạn. Táo rồi nữa nè, nó để lâu được mà mình bỏ trong tủ lạnh thì lại càng để được lâu hơn. Rồi ở đây ha, sẽ có là chai này là nhìn là biết rồi đó, vẽ hình trái ớt và đố các bạn là trái gì nha, ấy là cái chai gì ha. Rồi, ở đây sẽ có rất là nhiều trái ớt nữa nè. Đó, tiếp theo thì còn một phần giấy nhỏ bên đây, chị sẽ vẽ là bếp các bạn. Trời ơi, tận dụng hết sức luôn nha. Cái bếp của Yumi cũng nhỏ gọn thôi, tại vì Yumi ở có một mình à, nấu cũng gọn gàng chứ cũng không cần quá trời, không cần quá trời nhiều à, kiểu như bếp quá bự á. Còn nhà các bạn thì là bếp nhỏ hay bếp bự ta? Đó, nhà chị Yumi là có một cái bếp đó, rồi thêm một cái bếp nhỏ này nữa nè. À, có hai cái bếp ga. Ở đây thì sẽ có là cái chỗ để rửa nè, rửa rau rồi rửa chén kết hợp luôn nha các bạn. Ví dụ mình nấu thức ăn xong rồi mình rửa chén, đây nó có cái bồn âm xuống dưới đây nè, bồn nước á, cái đồ đựng nước á. Và ở dưới đây thì sẽ có là cái sọt rác luôn các bạn. Thường là ở phía dưới của cái bồn rửa đó thì nó sẽ là cái sọt rác đây đó, nước nó sẽ đi ra ngoài như thế này, rồi giống như hướng dẫn làm nước luôn hay gì á. Còn bên đây thì sẽ ngăn ra để đựng những cái đồ lặt vặt của bếp như là nướng hoặc
là nói chung để gì để các bạn, để tủ hay ấy để lộn, để chén đĩa hay là để lò nướng hay gì cũng được nha. Rồi ở đây thì mình phải vẽ thêm cho Yumi đó là chảo rồi nồi đó, và để coi sẽ có cái rổ nha. Đây chị xem như là cái rổ à, để đựng rau đồ này nọ cho nó ráo nước á, rồi mình mới đem đi nấu. Tiếp theo thì còn có một cái bình nước nữa các bạn, bình để mà nấu nước nóng à, để ăn mì gói, để mà pha sữa, để mà pha cà phê đó, rồi đến là chén đũa rồi nha. Trời ơi, thấy vậy chứ nhà bếp á là vẽ còn cực hơn là cái nhà tắm nữa các bạn, vì nó rất là nhiều đồ luôn đó. Các bạn vẽ đi nhưng mà nó vui lắm, kiểu như nó nhỏ đủ hết luôn. Rồi cái sẻng để mà chiên xào thức ăn nè, rồi phải có con dao nữa nè. Rồi các bạn xem cho coi còn gì nữa ha. Kéo, đúng rồi, cái kéo để mà mình cắt rau củ, có khi là cắt cá rồi nữa các bạn, cắt cá cái làm con cá rồi con tép con tôm rồi đó là phải dùng đến kéo nha. Nấm rồi đó đó, cái nào rồi pizza rồi nữa nè đó, trời ơi đầy đủ hết luôn. Cái bếp của Yumi thấy nhỏ nhỏ, một hồi đó hả mình chất hết cái này vô tủ lạnh nè, rồi hả còn một ít thì mình sẽ đem lên trên cái mấy cái ngăn ở phía dưới của cái tủ cái bếp các bạn. Nói chung cái đồ mà đang ăn thì mình sẽ bỏ ở bếp, còn đồ nào mà mình để dành thì mình sẽ cất vào tủ lạnh. Rồi sẽ có thêm một cái ngăn để đựng đồ ở trên nữa, chứ nhiêu đó là không có đủ chỗ đựng đâu. Đây nè, nó chỉ còn phải dẻ thêm dĩa để mà đựng cá nè, rồi đựng pizza, chứ không có dĩa xào đựng, đúng không? Rồi ở đây tranh thủ mình dẻ luôn cái chén. Quá trời đồ luôn á. Rồi tiếp theo, trời ơi các bạn biết cái gì không? Bánh tét nha, bánh tét nha. Bếp qua rồi mà nhà Yumi là vẫn còn bánh tét nha các bạn đó. Bánh tét mình để tủ lạnh được rất là lâu luôn, sau đó là mình lấy ra mình cắt mình bỏ vô mình chiên là vẫn ăn được luôn đó. Cho nên là tết người ta hay ăn bánh tét là vậy đó, bánh tét với bánh chưng. Đây Yumi có một mình cho nên là ăn đâu có hết đâu, bây giờ mà vẫn còn bánh tét bánh chưng bỏ ở trong ngăn đá nha các bạn. Bỏ ngăn đá thì mới để được lâu, chứ mấy các bạn bỏ vô trong ngăn lạnh thì nó cũng bị hư, nó bị mốc bị thiêu đó, mà bỏ thì rất là ổn. Cho nên Yumi hả sắm cái tủ lạnh siêu to khổng lồ để đựng rất là nhiều đồ đó, và đặc biệt nhất trong tủ lạnh mà còn có kẹo luôn đó, có kẹo đồ này nọ, đặng ai tới nhà thì có thể lấy kẹo ra mời ăn, mà kẹo để bên ngoài á nó cũng hư, nó chảy nước ra đó các bạn. Rồi ha, có hũ gia vị rồi nữa nè, và phải có cái đồng hồ để mình biết mấy giờ rồi nha. Rồi cuối cùng thì chúng ta sẽ vẽ cho Yumi đó là một cái nồi cơm điện nữa là xong rồi. Chúng ta sẽ tô màu dán băng keo và đồ lại cắt ra, thì chúng ta sẽ có được một bộ đồ chơi sticker nhà bếp rất là xịn luôn ha. Còn video thì kết thúc rồi, hẹn gặp lại video sau, bye bye.